Xin chào các bạn, và ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái con OBM ly này. Và ngày hôm trước tôi đã nói nó là cấu tạo của một con IC khuếch đại thuật toán, hay là có hệ số khuếch đại rất lớn ấy, trở kháng vào lớn và trở kháng ra nhỏ đấy. Thì tôi có nói đến hệ số khuếch đại. Hệ số khuếch đại các bạn lưu ý này, nó bằng R4 chia cho R3. Trong đó R3 chính là đầu vào đảo của nó này, như trong hình đấy, đầu vào đảo của nó R3 này. R4 chính là R hồi tiếp của nó. Vậy thì ở đây tôi ví dụ như đầu vào in này. Tôi sẽ cho một con tụ. Đấy. Một tụ nối tầng vào để cho nó. Tôi sẽ cho một tín hiệu nhỏ, rất nhỏ luôn. Rất nhỏ. Thì tín hiệu ra của nó là một tín hiệu rất lớn. Rất lớn. Đấy. Thì nó phụ thuộc vào hệ số khuếch đại này. Hệ số khuếch đại càng lớn thì cái đầu ra này nó càng lớn. Ở phần tiếp theo thì tôi sẽ nói về con IC mạch khuếch đại so sánh. Thì đây là một con mạch khuếch đại so sánh. Ta có đầu vào dương, đầu vào âm, VCC, V nguồn và cái này được nối mắt. Chính vì nối mắt cho nên nó là một cái con khuếch đại so sánh nguồn đơn chứ không phải là nguồn đối xứng. Giả sử ta có một cái, ta cho một cái nó là bằng, ta ghim luôn, ta giữ nguyên constant không đổi, và một cái chúng ta thay đổi, thì lúc nếu như mà ở đây chúng ta lưu ý này, nếu mà in dương, đầu dương lớn hơn đây này, chỗ này này, dương này mà lớn hơn cổng âm thì mạch nó sẽ ở mức, thì VOUT nó sẽ ở mức cao. Ở mức cao. Đúng không? Còn nếu như mà in âm, in dương này bé hơn in âm thì VOUT nó sẽ ở mức thấp. Đấy. Ở mức thấp. Còn nếu như mà in dương này nó bằng với in âm thì đầu out này sẽ giữ nguyên không đổi. Đấy. Mà ở mức thấp này ấy, chúng ta lưu ý này, ở trường hợp thứ hai này, mức thấp này chính là ở mức 0 luôn đấy. Mức 0 luôn. Ở đây có một phần chúng ta cần phải lưu ý này. Nếu mà trường hợp mà in dương nó bằng với in âm thì nó giữ nguyên cái gì? Chính là nó giữ nguyên cái trạng thái trước đó đấy. Ta sang cái ứng dụng thứ hai. Cái ứng dụng thứ hai của nó là về đèn bếp từ. Thì đèn bếp từ ở bên trong của nó ấy,